Xin kính chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại bây giờ thì thấy có một chiếc xe bán tải giống như xe của trời ơi, xe ông đúng nói là xe chở hình. Dạ đố anh em là hình này là hình xã hội hay là hình học quản nè. Đợi anh đi, cái này là bí mật nha cả nhà. Từ từ ai cũng sẽ thấy. Cởi cởi phụ ra cho ảnh luôn này, cho nó lẹ đi cô chú anh chị ơi. Giờ em nóng lòng rồi, em coi thử rồi. Gỡ gỡ dây ra. Để gỡ đi, gỡ cho từ ta làm cho. Từ đi. Từ để tâm si phố phụ nha mọi người. Thì nha cô chú anh chị. Báo yếu thương của mình. Ra đi ông, ra đi. Đứng xa xa ra. Wow, cậu. Cảm ơn, đây là cậu bà qua một ông để tiền cũng vậy nha quý vị. À ông Tiên hả? Hai. Rất là lớn được đưa tới mũ cậu Nam Vũ Linh này cả nhà. Ông Tiên đâu rồi? Ông Tiên ơi. Trời ơi, có thấy cái gì đâu. Pháp danh của cậu luôn kìa. Pháp danh của cậu luôn kìa. Pháp danh cậu. Pháp danh của cậu nha. Pháp danh của cậu nha. Tâm giác là hai câu thơ luôn á. Xe xong rồi họ dâm lại nha. Tháo luôn em. Tháo luôn anh ơi. Quá đẹp luôn rồi ơi, hai bước sàn nha, cảm ơn anh Bảo Quy không? Bảo Quy là chị. Bảo Quy là chị hả? Tâm giác lành một lòng hướng tổ ngộ quán về cõi phúc an. Nhưng mà cái bức tranh này là cậu ông Tiên, nhưng mà cậu nhắm mắt lại, cậu đang suy nghĩ một cái điều gì? Cậu đang làm phép. Cậu đang làm phép. Cậu đang làm phép nha. Tâm giác là pháp danh. Pháp danh. Một câu thơ là tâm giác là tâm, còn ở đây kia là giác. Tâm lành một lòng hướng tổ nghiệp. Tâm lành một lòng hướng
tổ nghiệp tổ đứng cái gì vậy trời, ở sau đừng có đẩy giùm cái đen mắng hoài luôn mà. Giác ngộ quan ở gì quan về cõi phúc an à, chữ nó không biết cao hay với tầm giác nha, hay với tầm giác là cái dàn cầu năm, cái cầu đấy nghĩa là cái nghĩa nó là giống như cuộc đời có cậu đã cảm ơn tổ nghiệp, cũng nhờ tổ nghiệp mà cậu năm có ngày hôm nay là một thầy nổi tiếng, cũng nhờ tổ nghiệp mà phục hồi cho cậu năm đó. Còn cái câu kia á, giống như cậu đã về có mặt rồi đó, cậu đã xong cái nhiệm vụ của mình rồi, cậu phải về có mặt đó. Mày gái Phúc An chắc rồi con mình mập nên quá, nãy giờ không có chen vô rồi chen vô dịch lâu luôn. Nói dụ em anh Linh ơi, nói dụ em, nhưng mà em nghĩ hôm nay anh trăm ngày anh tiên rồi đó cô. Anh thành tiên rồi, bảo đảm luôn. Anh là một vị thánh nên mới được bà con người ta cúng như vậy nè. Đúng không? Trời ơi, giống anh kinh khủng luôn. Cậu tự nhiên thấy tấm hình cái rung lên luôn. Thấy tấm hình rung lên luôn. Những tấm hình mà cô chú gửi kính chân tập. Rồi giờ em hỏi anh giám đốc vậy chứ làm sao giải tán đây? Dạ. Khán giả người ta đem hình vô nữa nè, chịu nổi không? Bây giờ cái bảo tàng anh chứa nổi mấy cái tấm hình của ổng không? Để đỡ đây thời gian nữa đi nha. Đây cô làm muốn cho Hậu Quyên là từ từ hãy dẫn nó rạp để một thời gian đi. Để thêm đi. Đây nè, em bảo đảm anh tới 100 ngày còn 3 tấm giày nữa nè nha. 3 tấm bự chà bá gì luôn nè. Tiên xuất hiện nè. Anh hồi nãy em giái anh Linh Thiên phải không? Cho thêm mấy tấm hình nữa đi cho chặt cái chỗ này luôn. Nãy cô chặt 4,000 luôn á. Trời không ngờ nè, ổng mặc cái bộ đồ này ổng là bộ mời cái đầu tôi đi nghe cho nó đẹp quá. Con ngồi đi thiếu quá. Đây đội ngũ rất là hiệu nghiệp. Nãy tôi nói anh ơi, anh về đi, anh về anh làm thêm mấy tấm nữa để cho hết cái chỗ này luôn đi. Mọi chỗ nào chứa nổi. Không ai chứa nổi, chỉ đây là cái sân khấu rực rỡ nhất của anh thôi. Anh độc quyền rồi đó anh ơi. Anh còn hơn là Michael Jackson luôn. Cảm ơn nha, còn năm cảm ơn đến đến tổ nghiệp á. Nhờ tổ nghiệp mà đã cho cậu trời ơi. Cậu về một cõi Thái An. Thì bây giờ cậu cũng còn nhiều cái gút mắt lắm, cậu cũng còn phải ở đây. Tình thương mến thương cậu đi cũng không nổi đâu. Rất là thương. Cậu ở đây no cơm ấm áo bao nhiêu người luôn, thấy chưa? Ở đây đi cậu nha. Cậu cũng xui khiến sao rồi cho trên kia người ta thương, người ta để thêm nữa đi. Chứ giờ bức ảnh này giờ chắc mai thêm 2 tờ nữa đi. Quá đẹp chắc luôn. Dạ.